Em ơi. Đó, ừ thì tôi chở chiếc này. Giờ thả ra nó buồn á. Để đây. Để chơi với Sam nè. Tôi sợ. Mày cái mặt. Ừ. Ừ. Đây là bút kem. Mày là sao mình. Hôm nay là ngày khai trương. Mày ngày khai trương luôn vươn ra cho. Vươn ra cho thì trong khi mình cũng đưa Sam ra luôn. Mày. Đây là Sam. Ừ. Sam muốn ngồi trong này luôn, chữ luôn. Hãy Sam ra thôi. Thì đây Sam. Hai đứa. Sao? Cái ngồi nói với vậy Sam. Hai đứa. Xuống. Bư. Đây các bạn, bư đây là tiệm của mình nè các bạn. Đây hôm nay là khai trương. Thì mình bán đa số là Royakinin, đồ ăn, sữa tắm. Rất là nhiều, cát cho mèo này nọ, mình rumming lưu trữ thú cưng nữa các bạn. Hai đứa đang sớt cũng giỡn nữa. Trời. Đi xuống Sam. Thích ở trong chuồng hả Sam? Đây là những chuồng bự. Đây là các bạn, cái tủ mình rất là to cao. Đây là tủ này là dành nuôi Alaska đồ với lại Samoy rồi các bạn. Thì còn cái dãy tủ bên này thì mình sẽ chia nhỏ để nuôi bút đồ. Đây bút đồ. Đây các bạn. Tổng thể hai nó nè. Ra ngoài shop không bút lộn. Hai đứa này shop thì sao còn bút lộn vậy. Đó. Đây là shop của Bư. Tên là Búp Ca. Hoặc là Búp Ca Mét luôn nha các bạn. Ở 177 Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3. Hai đứa ra shop. Ở đây khai trường đó là cho hai nó ra đạp đất trước các bạn. Bư, chỉ muốn lộn ngoài với Bư. Sam bắt tay con má. Đi xuống, đi xuống, đi xuống đây, nằm đó làm gì, đi xuống. Ừ mình chẳng có nói gì Bự. Hai đứa mày thì cán đẻ xong rồi leo nó chơi gì á. Ồ lên tình thương quá thương à. Không lên thành bạn thân rồi, hai đứa thành bạn thân rồi hả. Đi xuống đây xuống dốc chơi nè. Em nó ngồi làm gì? Nó thích nằm một tên các bạn ra ngoài đây thì có mấy quạt, nó lạnh rồi nhiều quá. Nó mát. Mát nó thói. Đúng không? Đi xuống. Tủ này rất là to. Đây cái chuồng này là chuồng cái tóc có khói nằm đó các bạn. Tốt hẹp. Hai ướp nó nèo. Rồi, đi đây. Bù. Đây là tiệm mình hôm nay cái chưa các bạn cũng ra cho hai nó chơi thôi. Đó, không thể mình làm nó như vậy á. Ngày khó qua đây rất là nhiều các bạn. Rồi qua ra đây thì mình sẽ khuyến mãi rất là nhiều các bạn. Hai đứa rồi lại khá nữa. Ra lại mới lộn nữa rồi. Hai đứa. Trời ơi.
bỏ bánh lộn từ nhà ra tới đây. Ra shop bỏ bánh lộn. Sam không có áo. Không có áo của Bư. Nó lột áo của Bư luôn. Ghê thiệt đó Sam. Sam, đưa áo cho Bư. Bư, sao mà để nó lột áo dễ dàng vậy Bư? Bư, sao để nó lột vậy? Thả ra. Mở ra Sam. Tắt áo của Bư. Thằng này tắt áo của Bư. Trời. Bà mẹ mày tắt áo. Cái áo này tao biết mày biết tao mua chi tiền không Bư? Sam. Trời, bây giờ cái áo nhìn như cái tóc dễ lâu luôn. Sợ thiệt. Mày đi ra. Cũng lộn nữa. Lột áo rồi nè, cũng lộn. Đó, các bạn nào muốn ra coi Sam với Bư thì ra shop mình nha, 177 Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3. Và ra đây mình sẽ rất là nhiều quà khuyến mãi cho các bạn nha, ngày khai trương đó các bạn. Thì mình khuyến mãi rất là nhiều, từ rooming, lô chữ cho tới đồ ăn, lại phụ kiện rất là nhiều. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên xem khu rooming của mình ở trên lầu. Khu lưu trữ khách sạn rooming luôn đó các bạn. Thì chỗ lạ luôn, Bư á, không dám đi vậy, sẽ đi lên. Đây, trong này là mình đang set up. Thì trong này là chỗ khu rooming làm. Để làm rooming lưu trữ đó các bạn. Đây, còn bên này. Rồi, qua đây. Cái này là tắm nè. Thì ở đây là tắm cúng. Đây. Hôm nay là mình sẽ để chủ chó rất là nhiều lúc chữ. Đi bơi. Đó, được cái dạng nước. Có dạng nước. Đây. Đây các bạn. Trong này sẽ là lưu trữ cho tụi nó đi chơi, tập thể dục đồ nếu mà lưu trữ lại. Được đó, là hết. Rất là rộng. Rộng đúng không Bư? Đây các bạn, mình đưa Bư ra shop rồi các bạn. Tại vì nó tới đây nó quậy phá là mình cho nó vô trong chuồng. Mặc đồ cho đẹp đẽ với ra shop rồi. Đây nó ngồi trong chuồng nhỏ. Còn đây là